đây 1,2 triệu full cổ sỉ Borussia Mura, lo này lo ngắn anh em nhá. Chào tất cả anh em, mình đã đào độ lâu lắm rồi, mình mới có một dịp để CEO cùng với anh em. Dịp đấy là dịp gì? Các em biết rồi, mùng 2 tháng 9 sắp tới rồi. Hôm nay thì còn tầm độ 4 năm nữa là mùng 2 tháng 9. Thì mình sẽ CEO rất nhiều mẫu bô mà anh em ưa thích thời gian qua. Thì có những mẫu bô mình mới về mình cũng CEO luôn cho anh em nhé. Giá rất là tốt luôn. Bây giờ anh em mình sẽ sâu gần lại cái chỗ bô này. Thực ra chỗ bô này mình chỉ bày gọi là cho nó có thôi. Còn để mà shop mình bày ra thì chắc phải tầm độ vài cái nhà này cũng không hết bô được, nhiều lắm anh em ạ. Thì một mẫu bô rất hot hiện tại như bây giờ này là mẫu bô AKR1 em nhé. AKR1 này đó, con này là cổ hơi ô tô với bô AKR1 này là 2,8 triệu, loại này là loại bình dân em nhé. Còn R1 thì rất nhiều loại em ạ, rất nhiều loại. Loại này là loại bình dân cho nó dễ đi, 2,8 triệu cộng cổ hơi ô tô xịn là 2,8 triệu anh nhé. Sale cho anh em là còn 2,2 triệu đó. Thì có hai phiên bản là màu bạc và màu đen. Đây là màu bạc đây anh em, đây đây màu bạc nhá. Đó, tiếp theo nữa là quả Akamovic HP này. Con này thì cũng đùa Akamovic HP, con này thì cũng mới về cho anh em nhé. Nó có cái ốp đằng sau này cũng rất là đẹp luôn. Con này thì cả bộ cổ ô tô là 2,2 triệu, sale cho anh em là còn 1,8 triệu, 1,8 triệu full cổ ô tô. Anh em lưu ý rằng là cái cổ ô tô là 1,2 triệu rồi anh em nhé. Thì cổ ô tô rất đắt tiền. Đây thì mình sẽ cầm luôn hai cổ để em xem này. Đây là cổ bò hơi ô tô và cổ bò sỉ. Đó, hai loại khác nhau anh em nhé. Anh em nào muốn lấy bò sỉ thì mình sẽ tiếp tục sale lưỡi cho anh em. Bây giờ mình chỉ báo giá bò hơi ô tô thôi, bởi vì đa số là anh em thích bò hơi ô tô bên mình. Đó, anh em nào muốn lấy con giò một này thì vẫn rẻ được nữa nếu mà lấy bò hơi ô tô anh em nhé. À, nếu mà lấy bò sỉ nhá. Đây là con Akamovic R6 anh em nhé. Con này R1, con này R6 này. Con này là sơn carbon, full sơn carbon em nhé, không phải là carbon xịn, sơn carbon thôi. Con này là cả bộ của nó thì là 2,6 triệu, anh em mình sale cho anh em là còn 2,1 triệu em nhé, full cổ bầu hơi ô tô 2,1 triệu đó. Anh em nào muốn lấy bầu sỉ thì chỉ có tầm khoảng độ 1,9 triệu thôi đấy, mình sẽ bớt cho anh em nữa, bầu sỉ thì rẻ hơn. Thì nó cũng có hai phiên bản, một màu đen một màu trắng. Đây là màu bạc này, tem khắc laser này đó, 2,1 triệu anh em nhé, sale còn cho anh em 2,1 triệu cổ bầu hơi ô tô đó. Tiếp theo nữa là cây AK trời huyền thoại. Ngày xưa mình bán quả này rất chạy luôn. Con này nhìn thế này thôi nhưng mà lổ rất ấm anh em ạ, mà hợp với rất nhiều các loại xe. Con này là full cổ ô tô, bán cho anh em là 2,1 triệu, sale cho anh em con này là còn 1,6 triệu, 1,6 triệu full cổ ô tô. Cái bao ô tô mình là 1,2 triệu, con này 1,6 triệu, tức con này còn có 400 một cái Lambo như vậy. Con này hàng nhập khẩu nha anh em, anh em đừng nhầm lẫn với những cái hàng Việt Nam gia công sản xuất thì nó rẻ rất nhiều. Con này là hàng nhập khẩu, âm thanh ra rất ấm luôn, còn 1,6 triệu thôi, rất rẻ anh ạ. Tiếp theo nữa là cây bô làm mưa làm gió thời gian qua. Mình về con này được mấy chục quả thì mình chưa làm clip test bô này đâu, mình chỉ tư vấn cho anh em là đăng ảnh đấy thôi, cũng bán được mười mấy cây rồi anh em nhé. Đó, con này là Akamovic VAT tem khắc laser, anh em nhìn cái nước sơn cái thứ của nó thì chất thì thôi rồi luôn. Nó con này thì rất đẹp. Con này là full cổ ô tô 2,8 triệu, bên mình sale cho anh em là còn 2,2 triệu anh em nhé. Full cổ ô tô là 2,8 triệu, sale cho anh em là còn 2,2 triệu. Akamovic VAT tem khắc laser. Đó, tiếp theo nữa thì mình sẽ sale một cái mẫu bô mà về rất nhiều, cả trăm quả đó. Rosimura này, đây Rosimura. Cái con này thì là full cổ bảo hơi ô tô, bên mình đang bán ra là 2,2 triệu, sale cho anh em phát là còn bao nhiêu nhỉ, 2,2 triệu sale cho anh em 1,6 triệu đi cho nó sướng. Full cổ bảo hơi ô tô là 1,6 triệu anh em nhé. Còn anh em nào muốn lấy cổ bảo sỉ đây, con này thì hợp của, thật sự với anh em con này thì hợp với cái cổ bảo sỉ hơn. Anh em đợi một chút đây, lấy cái cổ bảo sỉ như này, cả bộ như này. Thì con này mình đang bán cổ bò sỉ là 1,850,000, sale cho anh em là còn 1,3 triệu, được chưa, 1,3 triệu full cổ bò sỉ xịn luôn anh em nhé. Rosimura còn 1,3 triệu thôi, giá quá sốc luôn. Đấy là cổ bò sỉ anh em nhé. Còn cổ bò hơi tô thì anh em sẽ phải là 1,6 triệu. Tiếp theo nữa là cây Akamovic. Cây này bên mình cũng lâu lắm rồi không bán, gần như thất truyền rồi. Và vừa rồi mình lấy một lô về để bán cho anh em, rất nhiều anh em hỏi.
Con này Akamovic lục giác, nó giống cái con mà Tefalaze màu đen nhám ấy, nhưng con này là sơn carbon anh em nhé, sơn carbon. Thì con này bên mình bán cho anh em là 2.6 triệu, full cổ với ô tô, sale cho anh em phát là còn 2.1 triệu full cổ với ô tô. Còn em lên với cô sỉ thì sale cho anh em là còn 1.8 triệu đấy, thôi 1.7 triệu đi, 1.7 triệu đi, full cổ sỉ là 1.7 triệu em nhé, giá rất hợp lý luôn anh em ạ. Đây là cái lon ngắn này, em này, bây giờ mình sẽ nói đến cái lon ngắn này, em nhé. Con này thì full cổ hơi tô là 2 triệu, sale cho anh em là còn 1.4 triệu full cổ hơi tô, cổ hơi tô 1.2 triệu đúng không em. Con này thì bán cho anh em 200 thôi, 200 quá là không khác gì mua cổ mà tặng bô luôn rồi. Còn cổ bầu sỉ nhá, cổ bầu sỉ thì lấy sale cho anh em là còn 1.2 triệu full bộ. Đây, con này thì hợp với rất nhiều loại xe luôn. Đây, 1.2 triệu full cổ sỉ Borussimura. Cái lon này lon ngắn anh em nhá, cái lon này lon dài. Lon dài thì giá vẫn như vậy anh em nhá. Ok. Giá sốc, quá sốc luôn. Tiếp theo là mấy IVV này. Lần trước thì mình sale là chỉ có sale mấy cái mẫu ấy thôi. Lần này mình sẽ sale cả mấy IVV và tất cả những cái mẫu rất hot. Con này thì 2.6 triệu, hàng cao cấp anh em nhé, không phải là hàng rẻ tiền đâu. Full cổ ô tô sale cho anh em là còn 2.2 triệu. Còn anh em lấy cổ bầu sỉ là sale cho em là còn 2 triệu anh em nhé, cổ bầu sỉ. Ok, hôm nay mình chỉ sale đây thôi, và anh em lưu ý rằng hôm nay là ngày 26 nhỉ? Hôm nay ngày 26 mình bắt đầu lên clip từ trưa nay luôn, thì mình sale hết ngày 30 cho anh em luôn. Quá đợt này mình sale 4 ngày, thì bình thường shop mình chỉ sale 2 ngày thôi, còn là ví dụ như hôm nay sale thì hết ngày mai thì hết sale luôn, còn là trong ngày mai mà anh em không mua thì ngày kia là giá cũ luôn. Nhưng mà lần này anh em mình sale lớn luôn, mùng 29 Quốc Khánh anh em mình sale lớn luôn, là sale trong vòng 4 ngày với cái giá từ cực kỳ sốc đấy. Anh em biết đấy, cái con vô như thế này cộng cổ bơi ô tô mà anh em mình bán cho anh em 1.4 triệu, thì anh em biết là cổ bơi ô tô mua lẻ là 1.2 triệu, con non này không có thì cho không được anh em ạ. Cái tiêu thì mình bán đã 200.000 rồi, con này 200 đấy, không có thì tặng anh em mua luôn anh em nhé, để giá rất là hợp lý. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.